Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Cải vận tốt nhất là tu tâm dưỡng tánh và sống thiện lành. Tuổi Ất Hợi năm 95, sinh từ 31 tháng 1 năm 95 cho đến 18 tháng 2 năm 96 dương lịch. Các bạn nếu quen dùng ngày âm lịch, chịu khó tra áp lịch Việt từ âm sang dương để tiện theo dõi, có thể vào các website của Khải Toàn để tự tham khảo bát tự mệnh quyết. Phần đầu xét về vận trình, tính cách chung của tuổi Ất Hợi. Phần giữa xét theo từng tháng sinh. Ở phần cuối video có đề cập về mệnh ngày sinh là một phần quan trọng trong bát tự tứ trụ. Mời các bạn cùng theo dõi. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách tìm dụng thần cho tuổi Ất Hợi: tính đơn giản tính theo năm sinh và tính chi tiết theo 12 tháng sinh. Nếu chỉ tính theo năm sinh rất dễ trùng lập, không phải ai sinh năm 95 cũng giống nhau. Cho dù sinh cùng ngày giờ nhưng khác họ tên có thể là khác nhiều. Điều quan trọng nhất là phước đức trong tiền kiếp. Giả dụ bạn biết bố thí, bạn sẽ là người giàu có. Bố thí tiền, bố thí lời nói thiện lành, bố thí lòng yêu thương, tu pháp nào sẽ có quả ấy. Có nhiều thuật số khác nhau. Trong bài này Khải Toàn chia sẻ hai cách đơn giản. Cách đơn giản thứ nhất tra theo niên mệnh. Cách thứ hai tra chi tiết theo tháng và năm sinh. Tra thêm tháng sinh theo bát tự tứ trụ tính chính xác cao hơn. Ví dụ người tuổi Hợi, họ trầm tính hiền hòa, nhưng nếu sinh vào tháng Ngọ Mùi giữa năm thì tính tình rất nóng. Nếu sinh cuối năm tháng Hợi Tý Sửu, càng hiền lành nhưng khá cộc tính. Vì thế xét rõ một lá số theo bát tự tứ trụ cần cả năm tháng ngày giờ sinh, được gọi là sinh thần bát tự. Để người tuổi Ất Hợi có vận tốt, bản thân cần tin vào chính mình, tư duy lạc quan và có thể ứng dụng phong thủy. Trên tất cả vẫn là nhân cách sống thiện lành, thông qua con đường tu tâm dưỡng tánh bằng cách học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền. Không tin nhân quả, các bạn không nên dụng phong thủy, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy, cúng kiến bao nhiêu sính lễ, nhưng tâm của bạn bất thiện là điều vô nghĩa. Chữ Ất thuộc mộc, chữ Hợi thuộc thủy mộc, can chi thuộc hành âm. Tuổi Ất Hợi tốt bụng hiền lành, ít phân tranh, thu mình vào thế giới riêng của mình, mặc ai tranh chấp. Vì thế họ khá giỏi thu xếp thời gian. Vì hiền hòa nên họ thường xuyên nhường nhịn người khác trong điều kiện có thể. Họ cũng dễ dàng bằng lòng và dễ tha thứ cho người khác vì có tấm lòng bao dung. Ất Hợi thành đạt khá muộn, dù nhiều người ra đời bươn chải khá sớm. Họ có thể làm nhiều ngành nghề khác nhau, tuy là người nội tâm nhưng vẫn có thể buôn bán tháo vát. Nhưng khi giao tiếp khá lựa chọn mối quan hệ ít bạn nhưng chất lượng. Tính chung cho tuổi Ất Hợi, họ sẽ gặp những trở ngại vào các năm tháng có chữ Tân Tỵ, Kỷ Hợi, Canh Thân, hoặc là Bính Dần, hoặc thời điểm từ 31 cho đến 33 hoặc là 43 tuổi. Mức độ trở ngại còn phải xét theo năm tháng ngày giờ sinh và phước đức trong quá khứ. Khuyết điểm lớn nhất của họ có thể là sự thiếu quyết tâm và sự ủy mị trong tình cảm. Ất Hợi thiếu sự nhiệt huyết để đạt được những thành tựu mang tính chất lâu dài. Trong tình cảm, họ dễ đặt chọn niềm tin của mình vào đối phương. Mỗi lần thất vọng về tình cảm là một điều kinh khủng, vì họ là những người sống thiên về tình cảm. Tuổi Ất Hợi nói chung là những người dễ bị bắt nạt, dễ bị người khác ức hiếp. Họ sẵn sàng nhường nhịn và tha thứ cho người khác. Đó chính là chất liệu của hạnh phúc. Phật dạy lùi một bước biển rộng trời cao. Nhường nhịn, tha thứ, cho đi là người có lòng Bồ Tát. Họ là những người dễ bằng lòng với chính mình, vì điều này giúp họ ít muốn biết đủ. Người như thế là người dễ an lạc, vì vậy họ có nhiều quý nhân trong cuộc đời. Để cuộc đời suôn sẻ hơn, người tuổi Ất Hợi không nên đặt hết niềm tin của mình vào tình cảm. Nếu có thì dùng lý trí nhiều hơn. Trong mục tiêu của cuộc đời cần sự kiên trì và dĩ nhiên giữ nguyên tấm lòng tốt sẵn có. Vận mệnh tuổi Ất Hợi như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết tuổi Ất Hợi theo 12 tháng sinh. Mỗi lá số thường có hai dụng thần, tức là ngũ hành mệnh quyết. Nội dung bài này đề cập đến từng tháng sinh và có đề cập đến mệnh ngày sinh. Mỗi đoạn đều có hình minh họa. Bát tự tứ trụ xét theo 4 cột: năm, tháng, ngày, giờ. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch.
Khải Toàn xin chia sẻ cách thứ nhất về tuổi Ất Hợi. Xét đơn giản theo niên mệnh, Ất Hợi thuộc sơn đầu hỏa, hộ mệnh là vị Phật A Di Đà. Mệnh hỏa thì dùng màu của hỏa hoặc màu của mộc, bao gồm các màu đỏ, tím, cam, hồng hoặc xanh lá. Đồ vật ấm, có nhiệt, đón nhiều ánh nắng vào buổi sáng, thường xuyên vào bếp nấu ăn đều tăng vận hỏa. Nhà hàng á, điện tử, máy tính, đầu bếp chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, sản xuất phim là những ngành thuộc hỏa. Tam hợp với Hợi ta có Tý Sửu hoặc là Mão Mùi, tứ xung ta có Dần Thân Tỵ Hợi. Xét theo phương pháp thứ nhất này, 10 người dụng thì chỉ có vài người đúng, không thể nào chính xác như tìm dụng thần mệnh khuyết theo 12 tháng sinh của tuổi Ất Hợi. Mời các bạn theo dõi chi tiết. Nhóm thứ nhất, sinh từ 31 tháng 1 năm 95 cho đến 28 tháng 2 năm 95 dương lịch, tháng Mậu Dần. Năm Hợi sinh tháng Dần là người có sao cô thần, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Dần Hợi phá nhau là hai địa chi xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng nho giả, hiền lành ít phân tranh, có phần hướng nội và cọc tính. Tháng sinh Dần Mộc, tính tình thẳng thắn, khi nóng giận như lửa khó kiềm chế. Tháng Dần năm Hợi thuộc nhóm cọc tính, thiếu sự nhẫn nại khi cần thiết, là nhóm người có tính quân tử nghĩa hiệp. Mệnh sinh nhóm này đa phần là người kỵ mộc, không nên dùng màu xanh lá, không phù hợp với nhà ở có nhiều cây cối, đồ gỗ, không nên để dành túi sách giày dép cũ và kỵ nuôi mèo. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ đầy biến động vì hành vận tỵ hỏa, Hợi Dần và tỵ xung nhau, thiếu sự quyết tâm. Mệnh nữ đang hành vận tỵ là sao dịch mã, giai đoạn dễ đi xa biến động, làm công việc xa. Thời vận của mệnh nam trước 30 tuổi không tốt, hành vận hợi, hợi phạm hợi và hợi phá dần, dễ phát sinh chuyện không vui, thị phi kiện tụng, vì thế cả nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn. Sinh trước 9 tháng 2 đa phần thiếu hỏa, sinh từ 10 tháng 2 đa phần thiếu kim. Với người thiếu hỏa nên dùng màu ấm, màu đỏ, tím, vàng và nên thường xuyên vào bếp. Với người thiếu kim, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc, giúp gia tăng vận tốt. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt trong ngày của mệnh thiếu kim là từ buổi chiều 15 đến 19 giờ. Các bạn xem kèm hình mô tả ngũ hành vạn vật. Nhà cửa sạch sẽ đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền giúp tâm an tịnh. Nhóm 2, sinh từ 1 tháng 3 cho đến 30 tháng 3 năm 95 dương lịch, tháng Kỷ Mão. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng nho nhã, hiền lành ít phân tranh, có phần hướng nội và cọc tính. Thì sinh tháng Mão tượng trưng cho người có tính khí cực đoan, quân tử, bảo vệ gia đình hết mực, bảo vệ lẽ phải. Người sinh tháng Mão khá cố chấp, không khéo, dễ phiền lòng những người thân yêu, đa phần đều tốt tính. Ất Kỷ khác nhau là không tốt, nhưng Hợi Mão hợp nhau là tốt. Sinh mùa mộc vượng, đa phần sinh thời điểm này là kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng màu xanh lá, không phù hợp ở nhà có nhiều cây cối đồ gỗ, không nên để dành túi sách giày dép cũ, vì đó là mộc xấu xí. Thời vận trước 29 tuổi của mệnh nữ, hành vận ngọ hỏa, khó mà thuận. Tính tình dễ nóng nảy cực đoan, sau 20 tuổi vận có thủy sẽ khá hơn. Mệnh nam sinh nhóm này trước 34 tuổi, hành vận Tý Thủy khá là tốt. Sau 35 gặp đại vận, trùng hai chữ Ất Hợi có nhiều trở ngại, dễ thị phi kiện tụng. Vì thế, hãy tu pháp nhẫn nhịn ngay từ bây giờ. Dụng thần nhóm này đầu tiên là kim, thứ hai là thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về Tây Bắc hoặc hướng Tây, giúp gia tăng vận tốt. Gõ tiếng chuông đồng mỗi sáng là tăng vận kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là từ buổi chiều 15 đến 19 giờ hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Các bạn xem kèm hình mô tả ngũ hành vạn vật để tiện ứng dụng. Ứng dụng theo mệnh khuyết giúp thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh và bố thí là cách cải vận tốt nhất.
Nhóm 3 sinh từ 31 tháng 3 cho đến 29 tháng 4 năm 95 dương lịch, tháng Canh Thìn. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, nho nhã, hiền lành, có phần hướng nội và cọc tính. Sinh tháng Thìn rất biến hóa, có khí chất. Năm Hợi tháng Thìn là nhóm người xử lý sự việc thiên về tình cảm hơn lý trí, có lòng bao dung. Hiện tại thời vận trước 29 tuổi của mệnh nữ, hành vận Mùi, nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng tâm trạng dễ lo lắng buồn phiền. Vận có sao hoa cái là danh tiếng thị phi cô đơn. Nữ gặp sao này tượng trưng cho mạnh mẽ, dễ dẫn đến cô đơn. Sau 30 tuổi, nữ hành vận có mộc và kim, 5 năm đầu không thuận bằng 5 năm sau. Đối với mệnh nam, hiện tại trước 29 tuổi hành vận Sửu, khó thuận lợi. Nhóm này sau 34 mới có vận khá tốt. Nhóm này có hai nhóm dụng thần, đa phần là thiếu kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về Tây Bắc hoặc hướng Tây, giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim, buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, hoặc giờ buổi tối là giờ của thủy. Gõ tiếng chuông đồng mỗi ngày, hoặc là đeo trang sức, đeo vàng bạc trang sức, tăng vận kim. Các bạn xem kèm theo hình mô tả từng ngũ hành vạn vật để ứng dụng. Nhà cửa sạch sẽ, đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Học Phật hành thiền nghe pháp thoại giúp tâm an tịnh. Nhóm 4 sinh từ 30 tháng 4 cho đến 28 tháng 5 năm 95 dương lịch, tháng Tân Tỵ. Năm Ất Hợi với Tỵ là có mật mã dịch mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa thay đổi chỗ ở. Tỵ Hợi xung nhau, Ất Tân khác nhau, mệnh này cuộc đời nhiều biến động. Sinh năm Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, nho nhã, hiền lành, ít phân tranh, có phần hướng nội và cọc tính. Sinh tháng Tỵ Hỏa là người linh hoạt, thường hướng ngoại, giao tiếp giỏi. Năm Hợi tháng Tỵ có thể thiếu sự kiên định trong cuộc sống. Người sinh thời điểm này đa phần là hỏa vượng, là người kỵ hỏa, không nên sử dụng màu đỏ, tím, cam, hồng, ít vào bếp, không nên nuôi chó, là người dễ nóng tính thái quá, cần thiền định để giảm tính nóng nảy. Hiện tại thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ, hành vận có mộc và kim, nhưng không may vận có chữ thân hại hợi phá tỵ, phát sinh nhiều trở ngại, nên tu tập pháp nhẫn nhịn, qua 38 sẽ vào vận tốt. Với mệnh nam trước 31 tuổi hành vận Dần hoàn toàn bất lợi. Dần mộc hỏa là kỵ thần, Dần hại tỵ phá hợi của lá số, cần tu tập pháp bố thí, pháp nhẫn nhịn để chuyển hóa những điều xấu thành điều lành. Nhóm này có hai nhóm dụng thần, đa phần là thiếu thủy và kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc giúp thêm may mắn. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Các bạn xem kèm hình mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, nên tắm sáng, làm tóc ướt, giữ cho gương mặt trắng sáng. Ứng dụng theo mệnh khuyết giúp thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nhóm 5 sinh từ 29 tháng 5 cho đến 27 tháng 6 năm 95 dương lịch, tháng Nhâm Ngọ. Tháng Ngọ là người mạnh mẽ hướng ngoại, yêu sự tự do, không thích ràng buộc, thích đi đây đó tận hưởng cuộc sống. Rất nghịch với năm sinh Hợi. Hợi vốn là hiền lành, là người tốt bụng, nho nhã, ít phân tranh, có phần hướng nội và cọc tính. Sinh tháng Ngọ hỏa là sinh mùa hè, vốn là người nóng tính, khi giận dữ không thể kiềm chế. Ngọ cộng Hợi càng cọc tính. Lá số hỏa vượng, sắc thái da thường không đẹp, khó chịu khi vào bếp, luôn thích thời tiết mát mẻ, không nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng và không thích hợp nuôi chó mèo. Hiện tại trước 31 tuổi của mệnh nữ, hành vận Dậu Kim khá là tốt. Sau 32 vào vận Tuất Hỏa Thổ, tính tình dễ nóng nảy. Hiện tại thời vận của mệnh nam, hành vận có mộc vượng, nhiều trắc trở về công danh. Cả nam và nữ nhóm này có thời vận không đẹp, bản tính vốn nóng nảy càng nhiều bất lợi.
Muốn cải biến cần tu tập pháp bố thí và tu tập pháp nhẫn nhịn để chuyển hóa những điều xấu thành điều lành. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là thủy kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm may mắn. Nên tắm sáng, nhà tắm nên có bồn tắm, tích trữ nước sạch, làm tóc ướt là những cách tăng vận thủy. Các bạn xem kèm theo hình mô tả từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần, hoặc sau 15 giờ là giờ của kim. Giờ kỵ là giờ tỵ ngọ mùi, từ 9 đến 15 giờ trưa. Nhà cửa sạch sẽ, đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, tăng thêm vài phần may mắn. Học Phật, hành thiền, nghe pháp thoại. Nghe pháp thoại sẽ giúp tâm an. Nhóm 6 sinh từ 28 tháng 6 cho đến 26 tháng 7 năm 95, tháng Quý Mùi. Sinh tháng Mùi đại diện cho đất đai nhà cửa, người có lòng bao dung, dễ cảm động trước những hoàn cảnh khó khăn, là người có lòng thương người. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người hiền lành tốt bụng, thường ít phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Năm Hợi tháng Mùi là có hai mật mã tương hợp với nhau là tốt, người nội tâm hướng nội làm lì, nhưng họ rất tốt bụng. Mệnh nhóm này là người có sao hoa cái, mật mã thông minh, mệnh nữ có sao hoa cái, cá tính rất là mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Thời điểm này do thổ hỏa quản là người mệnh kỵ hỏa, lá số hỏa vượng, thường khó chịu khi vào bếp, luôn thích thời tiết mát mẻ. Không nên dùng đỏ tím cam hồng và không nên nuôi chó mèo. Thời vận trước 29 tuổi của mệnh nữ gặp vận tốt là hỏa thổ, tâm dễ lo lắng. Mệnh nữ đang hành vận có sao quả tú, gian nan chuyện tình cảm, dễ cô đơn. Trung vận ở nhóm này không đẹp, cần hành thiền giúp tâm an tịnh. Thời vận của mệnh nam trước 32 hành vận thìn, nhiều cơ hội về tài lộc, dễ có tình yêu và kết hôn. Sau 33 hành vận mộc thổ, không phải là dụng thần. Dụng thần mệnh khuyết của nhóm này đa phần là thủy kim. Mệnh cần thủy đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc là thủy, hướng tây bắc là kim. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, giờ của mộc là giờ sáng sớm. Các bạn xem kèm hình mô tả từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Ứng dụng theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nhóm 7 sinh từ 27 tháng 7 cho đến 25 tháng 8 năm 95 dương lịch, tháng Giáp Thân. Sinh tháng Thân thích tự do, không chịu ràng buộc, hướng ngoại và giỏi giao tiếp. Ngược với năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, nho nhã, hiền lành, ít phân tranh và có phần hướng nội cộc tính. Nhóm này sinh trước 12 tháng 8 đa phần là kỵ hỏa, không nên dùng màu đỏ tím cam hồng. Nhóm sinh thứ hai đa phần là kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhiều kim loại hoặc trang sức vàng bạc. Thời vận trước 32 tuổi của mệnh nữ hành vận Hợi trùng với năm sinh, dễ phạm thị phi kiện tụng, sức khỏe không tốt và nhiều trở ngại. Thời vận trước 29 tuổi của mệnh nam gặp chữ tỵ xung hại với năm Hợi và thân, nhiều trở ngại, nhưng vẫn có hỏa, vẫn là khá tốt cho mệnh sinh sau 12 tháng 8. Dụng thần của nhóm này đa phần là mộc. Mỗi ngày thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây cối. Các bạn xem kèm hình mô tả theo từng ngũ hành để ứng dụng. Nhà cửa sạch sẽ, đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Học Phật, hành thiền, nghe pháp thoại sẽ giúp tâm an tịnh. Nhóm 8 sinh từ 26 tháng 8 cho đến 23 tháng 9 dương lịch, tháng Ất Dậu. Năm sinh Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, nho nhã, hiền lành, không phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Sinh tháng Dậu kim,
dậu rất cố chấp, khó thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc. Mỗi khi tranh luận với họ, khó ai thắng họ. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, không nên đeo nhiều vàng bạc, phòng làm việc hoặc nhà ở không nên có nhiều gương to. Người dư kim sinh mùa kim, tính cách cực đoan cố chấp, là người giàu lòng trượng nghĩa, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ gây sát thương người khác. Thời vận trước 34 tuổi của mệnh nữ, hành vận tí thủy, nhiều cơ hội công việc nhưng khó tích lũy, tính tình dễ gây cực đoan. Vận gặp sao hàm trì, chủ về đào hoa, thông minh lãng mạn. Thời vận trước 33 tuổi của mệnh nam, gặp vận ngọ hỏa, đa phần khá tốt nhưng tính tình có thể rất cố chấp. Dụng thần bệnh khuyết của nhóm này đa phần là mộc hỏa. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, sau 15 giờ là giờ của kim thủy. Các bạn xem kèm hình mô tả theo từng ngũ hành để ứng dụng. Ứng dụng theo mệnh khuyết giúp thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh bố thí là cách cải vận tốt nhất. Nhóm chính sinh từ 24 tháng 10 cho đến 21 tháng 11 năm 95 dương lịch, tháng Bính Tuất. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người nho nhã hiền lành, ít phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Sinh tháng Tuất có khiếu kinh doanh, trọng gia đình, tuy nội tâm nhưng có thể hướng ngoại. Năm Hợi sinh tháng Tuất là người có sao quả tú, nữ có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Người sinh nhóm này trước ngày 12 tháng 1 đa phần kỵ hỏa thổ, không nên dùng màu đỏ tím cam. Người sinh sau ngày 13 tháng 11 đa phần kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương hoặc đen. Cả hai nhóm này có thể nuôi mèo nhưng không nên nuôi chó. Thời vận trước 33 tuổi của mệnh nữ, hành vận Sửu không đẹp. Thời vận trước 34 tuổi của mệnh nam, hành vận Mùi, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng có thể dễ nóng nảy. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, buổi trưa là giờ cung hỏa. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, nên sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam giúp thêm may mắn. Các bạn xem kèm hình mô tả theo từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Nhà cửa sạch sẽ đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết tăng thêm vài phần may mắn. Học Phật hành thiền nghe pháp thoại sẽ giúp tâm an tịnh. Nhóm 10 sinh từ 22 tháng 11 cho đến 21 tháng 12 dương lịch, tháng Đinh Hợi. Năm sinh Đất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, nho nhã, hiền lành, ít phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Tháng sinh năm sinh đều là Hợi, thủy rất vượng, mệnh thủy vượng thường thông minh chu đáo, người dễ bi lụy chuyện tình cảm, xử lý nặng về tình cảm. Nhóm sinh tháng Hợi là mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu đen màu xanh dương, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn. Hạn chế sử dụng cả bàn bạc, nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận trước 32 tuổi của mệnh nữ, hành vận Dần, chữ Dần phá hại chữ Hợi của lá số, công việc có phần xáo trộn, dễ phát sinh chuyện lặt vặt, qua 38 vận sẽ tốt hơn nhiều. Thời vận trước 30 tuổi của mệnh nam, hành vận Thân, chữ Thân hại hai chữ Hợi của lá số, dễ có xung đột đố kỵ, dễ phát sinh chuyện lặt vặt, 36 và vận Mùi khá tốt. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là hỏa mộc. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông nam thêm phần may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa từ 9 đến 15 giờ chiều hoặc buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng các khoảng thời gian tốt này. Mệnh cần hỏa mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở dùng màu ấm, nên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa. Các bạn xem kèm hình ngũ hành theo từng vạn vật để tiện ứng dụng. Ứng dụng theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh bố thí là cách cải vận tốt nhất.
Nhóm 11 sinh từ 22 tháng 12 năm 95 cho đến 19 tháng 1 năm 96 dương lịch, tháng Mậu Tý. Năm sinh Ất Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng nho nhã, hiền lành ít phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Sinh tháng Tý đại diện cho người cố chấp cực độ, Tý là người bảo vệ lý lẽ của mình. Nhóm người sinh vào tháng này khá tốt tính nhưng có phần quá chấp trước. Họ xử lý thiên về tình cảm và đa phần là người tốt bụng. Tuổi Ất Hợi sinh tháng Tý là người có sao hàm trì, chủ về đào hoa, xinh đẹp, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Hợi và Tý có hai chữ tương hợp là mệnh tốt của lá số. Mệnh như Thủy là người thông minh tận tình, nhược điểm thường an phận, ít đấu tranh, ít cầu tiến. Người kỵ Thủy không nên dùng màu đen và màu xanh dương, nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận trước 29 tuổi của mệnh nữ là vận Mão khá tốt, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua 32 hành vận Thìn, Thìn Thủy Thổ, đầu cơ dễ phá tài vì Thủy vượng. Thời vận trước 29 tuổi của mệnh nam hành vận Dậu Kim, tinh thần kém, dễ hao tài và tính tình khá cực đoan. Qua 30 hành vận Mộc, chuyển biến tích cực. Dụng thần mệnh khuyết của nhóm này đa phần là mộc hóa. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông giúp thêm may mắn. Cần hỏa dùng màu ấm, màu đỏ tím vàng, nhất định thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận đào hoa, tăng vận hỏa. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa từ 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Nên tận dụng các khoảng thời gian tốt này. Các bạn xem kèm hình mô tả theo từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Nhà cửa sạch sẽ, đủ ánh sáng, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt. Cải vận theo mệnh khuyết thêm vài phần may mắn. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền giúp tâm an tịnh. Nhóm 12 sinh từ 20 tháng 1 năm 96 cho đến 18 tháng 2 năm 96 dương lịch, tháng Kỷ Sửu. Năm Hợi, bản tính gốc là người tốt bụng, hiền lành, ít phân tranh, có phần hướng nội và cộc tính. Sinh tháng Sửu, lầm lì cứng đầu nhưng bao dung. Mệnh có Sửu Thổ là người hiếu thuận và tốt bụng, biết cho đi. Năm Hợi tháng Sửu đa phần là người nội tâm. Năm Ất Hợi tháng Sửu là người có sao Thiên Hỷ, cuộc đời nhiều biến động. Hợi Sửu có hai chữ tương hợp là mệnh tốt của lá số. Mệnh kỵ Thủy dễ bi lụy chuyện tình cảm, thích an phận, không thích ganh đua. Người kỵ Thủy không nên dùng màu xanh dương và màu đen. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận trước 33 tuổi mệnh nữ hành vận Thìn, dễ lo lắng, tài lộc khó tích trữ. Thời vận trước 30 tuổi của mệnh nam hành vận Tuất, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng tình cảm khó thuận. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là hỏa mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam là hỏa, hướng đông là mộc thêm may mắn. Mệnh khuyết hỏa mộc nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng hoặc xanh lá, nhất định thường xuyên vào bếp nấu để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Nhà ở dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng các khoảng thời gian tốt này. Các bạn xem kèm hình theo từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Ứng dụng theo mệnh khuyết giúp thêm vài phần may mắn. Nơi ở sạch sẽ, gia đình nhiều tiếng cười, dễ sinh tài lộc. Tu tâm dưỡng tánh, bố thí là cách cải vận tốt nhất. Cải toàn hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Ất Hợi theo 12 tháng sinh. Biết được dụng thần, các bạn vào các website của Khải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng. Phong thủy tốt nhất vẫn là tâm thiện, lời nói thiện, có lòng bố thí và biết thông cảm với những người xung quanh. Tuổi Ất Hợi muốn đạt được thành tựu trong cuộc đời cần kiên trì nhẫn nại trong những kế hoạch dài của cuộc đời. Xử lý sự việc nên ưu tiên về lý trí, đặt chọn tình cảm dễ bi lụy. Muốn tâm an, mỗi ngày hãy tập hành thiền 10 phút. Dành thời gian ngồi thiền, nghe pháp thoại là cách tu tâm dưỡng tánh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.